Vâng, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tokyo Go. Ngày hôm nay trên tay mình lại là chiếc Insta 360 Go 2. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách dùng cơ bản chiếc Insta 360 này. Ok, vào video thôi. Lens của bạn bị mốc, màn hình bị sai màu, bạn cần dán skin mà chưa biết tìm ở đâu? Hãy đến ngay Tokyo Camera. Ở đây chúng tôi có những dịch vụ, nơi khác tính phí chúng tôi lại free. Cần nét lens free, khử mốc lens free và cần màn hình cũng free. Ngoài ra còn dán skin máy ảnh 3M cực dính. Hãy đến ngay với Tokyo Camera để được chúng tôi chăm sóc như chăm em bé. Link dưới phần mô tả. Ok, thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng với cái hộp này trước đi. Cái hộp này thì mình nghĩ khá là đơn giản. Anh em chỉ cần là, ví dụ khi mà anh em mở hộp ra thì em chỉ cần đặt cái này vào đây. Đó, và ở đây nó sẽ hiện là Press to Connect. Thì bây giờ anh em sẽ chỉ ấn và nó đã kết nối. Khi mà kết nối thì nó sẽ hiện báo cái đèn xanh, màu xanh dương ngọc ở trên này này. À, như mọi người nhìn thấy không? Màu xanh, màu đèn này nhá. Nó sẽ có hai màu đèn xanh, một là đèn xanh dương kiểu xanh, nó hơi xanh ngọc một tí. Màu xanh dương, xanh đậm thì khi mà xanh dương đậm là đã kết nối. Đó, ở đây thì mọi người có thể ấn vào cái nút bên này. Rồi ấn một lần nhá là để chuyển các chế độ. Như mọi người nhìn thấy này, chuyển các chế độ quay. Đấy, và trong đó có cả setting. Được chưa? Đó, ví dụ khi anh em chọn đến cái quay này thì anh em sẽ để im đó và ấn vào nút này để quay. Đó. Ngoài ra nếu như anh em muốn setting thông số thì hãy vào phần cài đặt. Đó, chọn tới phần cài đặt. Và ấn nút bên này để chọn, ấn nút quay để chọn. Sau đó thì anh em sẽ có là cái setting ở đây. Chúng ta chọn vào. Và đấy thì mọi người sẽ ấn nút này để di chuyển. Đó, chúng ta sẽ chỉnh được góc quay này, màu này. Đó, và khi xong thì anh em mình lăn. Vậy thôi. Cái này thì khá là đơn giản. Cái này thì nhìn dễ trực quan. Ở trên này thì nó sẽ hiện hai thông số pin. Một là thông số pin của đây, nhưng em nhìn thấy pin ở bên này thì nó sẽ báo là pin của cái phần đốc này, của cái con nhộng này. Còn phần pin bên này nó báo là phần pin của cái chiếc camera là có 100%. Đó, nhưng mà cái này hiện rất nhanh. Đó, thấy chưa? Đó. Ở dưới này thì chúng ta sẽ hiện là chế đang quay chế độ nào. Ví dụ đây là Pro Video này. Tỷ lệ là 16:9 này. Độ phân giải là 3K này và frame rate là 30 này. Đó. Ví dụ như mình chọn sang video nhá. Ok, chọn video này. Video thì đây, nó đã chuyển về 3K và 50 frame. Đó, còn góc ở đây là linear, có nghĩa là góc nó gần giống như là góc bình thường á, nó không bị méo. Đó, và đây thì trên này sẽ hiện cái thông số là của cái bộ nhớ để chúng ta còn 13.7GB. Rồi, ok. Và cái chiếc đốc này thì có nghĩa là khá là dễ sử dụng thôi, chúng ta không khó làm quen. Tuy nhiên thì đây mới là vấn đề mình cần chia sẻ cho các bạn. Đó chính là cái phần camera này. Đây chính là phần camera của chúng ta. Thì ở trên này như trong video giới thiệu ấy, mình đã nói là ở đây nó có một cái nút nút bấm ở trên này, thì ở trên này cũng có công dụng nhất định. Thì với công dụng đầu tiên ấy, khi mà các bạn đang tắt này mà các bạn muốn quay nhanh thì cái này là mặc định các nhà sản xuất đã set nhé, thì các bạn sẽ chỉ ấn một lần. Ví dụ đây là camera đang tắt này, không có đèn thông báo gì, các bạn ấn một lần đó, và khi nó bật lên này, và khi mà nó chuyển đèn này đó, và khi nó nhấp nháy thì chứng tỏ là cái video này nó đang quay. Tí mình sẽ cho các bạn xem là nó có quay hay không. Khi mà đèn nhấp nháy như này thì chứng tỏ là nó đã quay, đây là quay video. Đó, và anh em ấn một lần nữa là nó sẽ tắt. Nó rung một cái lên và nó sẽ tắt. Tất cả những cái thao tác các anh em sử dụng ấy, thì nó sẽ đều có cử động là rung và có đèn báo. Anh em có thể nhìn vào đèn và anh em có thể nghe nó rung, anh em sẽ biết. Ok, và khi mà các ấn hai lần thì các bạn sẽ chụp ảnh. Ấn hai lần nó sẽ chụp ảnh này. Đấy, nó sẽ rung một cái, đèn nó nhấp nháy một phát và nó tắt đi luôn. Thì đây chính là khi mà ảnh đã được chụp. Đó. Đấy, nó sẽ báo một cái đèn là ảnh chụp hay chưa, nó sẽ nhấp nháy một cái. Đó, và sau đó thì máy nó sẽ tự động vào chế độ là auto sleep luôn. Và bây giờ các bạn muốn bật lên thì rất dễ thôi, các bạn hãy giữ vào đây. Đó, và khi nó rung lên thì có cái đèn xanh này báo hiệu thì chứng tỏ là nó đã được bật. Rồi khi mà các bạn đã bật xong ấy thì chúng ta sẽ có một cái nút quick nhanh nữa, đó chính là ví dụ khi các bạn đang bật này, máy ở chế độ đang bật thì các bạn ấn một lần thì nó sẽ chuyển sang chế độ Pro Video. Anh ấn một phát thì nó sẽ ấn Pro Video, nó sẽ thực hiện và bắt đầu nó sẽ quay luôn. Đó, đây là khi các bạn bật này. Đó, và các bạn ấn dừng thì các bạn ấn một cái nó cũng sẽ dừng luôn. Ok. Rồi. Và ấn hai lần thì chúng ta sẽ có chức năng, đó chính là cái hyperlapse. Nào, đây, ấn mình ấn hai lần nhá. Hai lần này. Hyperlapse sẽ được thực hiện. Đó. Bây giờ là nó đang quay hyperlapse rồi. Ok. Rồi, và khi anh cũng kết thúc thì vẫn chỉ là ấn dừng một lần. Xong. Đó, và sau khi một thời gian thì máy nó sẽ tự động chuyển về chế độ chờ. Đấy, anh em chờ những thao tác tiếp theo. Đó, và khi mà không muốn dùng nữa thì chúng ta có thể giữ vào và tắt nó đi. Đó. Ok. Nếu như video này khó mà khiến cho các bạn hơi khó nghe và sử dụng ấy, thì các bạn yên tâm.
là trong hộp chúng ta còn được một trang bị một cái tờ hướng dẫn sử dụng nữa. Đó, như thế này là giúp cho anh em điều khiển dễ hơn, điều khiển cả hộp, điều khiển cả cái chiếc Go Hải bằng những cái quick nhanh. Đó. Tuy nhiên thì còn một cái tính năng nữa khá là hay, đó chính là mình có thể setting được cái này ở trong cái phần cài đặt. Đây, các bạn lưu ý nhá, khi mà đèn đỏ cũng như là nó đang sạc. Đấy, khi mà mình không ấn con X thì nó tự động cái dock này nó sẽ sạc cho cái này luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ thử kết nối cái chiếc Go 2 này vào với cái điện thoại của mình. Đây. Và cái kết nối thì cũng khá là dễ thôi. Đây. Như các bạn nhìn thấy thì chúng ta sẽ tải app là Insta360 ở trên CH Play hoặc là App Store đều có hết. Đó. À, sau đó thì mọi người ấn kết nối. Đó, đây là chúng ta có một phần máy ảnh và kết nối thì sau đó nó sẽ tự động tìm kiếm cái chiếc Go 2 này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ ấn phần link app. Khi mà đây là lần đầu tiên các bạn kết nối thì nó sẽ có một cái thông báo là link app hay không, thì anh em hãy ấn confirm ở trên cái này. Đó. Và bây giờ thì nó sẽ tự động kết nối. Các bạn chỉ ấn một lần thôi, và về sau thì khi mà các bạn mở app lên và nó sẽ cứ mở máy lên thì nó sẽ tự động đọc được là cái nào ở gần, cái nào ở không. Ok, và như các bạn nhìn thấy thì đây chính là những cái mà mình thử lúc nãy cho anh em xem. Đó, chúng ta có video này, chúng ta có ảnh này, chúng ta có pro video này. Đó, các chế độ tham lát, tham lục, các thứ thì lúc nãy là mình đã quay và mình đã cho các bạn xem ở đây. Rồi, và khi các bạn vào đây thì tất nhiên rồi, anh em có thể là tùy chỉnh được những cái mà anh em mong muốn. Đây, ví dụ này, anh có thể setting được và quay ở trên này luôn. Cái này thì rất là dễ rồi, từ chiếc Go 1 thì chúng ta đã có. Đó, những sản phẩm thì anh em sẽ còn xem ở đây. Đó. Chuyển chế độ thì chúng ta có thể vào cái phần này. Đó. Dễ đúng không? Ok. Mình sẽ nói thêm một chút về cái phần là setting khác. Thì các bạn hãy vào phần setting này thì chúng ta có thể thấy ở đây. Các bạn hãy tìm xuống đến phần camera setting này. Phần button setting, nghĩa là phần setting cái setting số ấy, thì các bạn có thể cài đặt ở đây là ví dụ những cái nút quick sweep nhanh mà ấn ở trên này này, ấn trên body ấy, nó sẽ hiện ra, nó sẽ thực hiện những thao tác nào thì các bạn có thể tùy chỉnh ở đây. Đó, ví dụ như ở đây chúng ta có quick 1, quick 2 là photo và cái video, thì có nghĩa là khi máy ở trong trạng thái tắt ấy, thì nó sẽ thực hiện hai cái quick này. Còn khi mà bật lên thì nó sẽ hiện là cái single press và double, và cái double press này thì là thực hiện những cái mà khi chúng ta đã bật. Hai cái về sau là khi máy đã bật. Đó, còn hai cái quick này thì thực hiện những cái mà khi chúng ta đã tắt máy. Ok, thì các anh em có thể tùy chỉnh ở đây khá là dễ dàng. Đó, mình sẽ chỉ thêm các bạn. Ngoài ra thì các anh em có thể tùy chỉnh là những cái setting khác ở đây. Ví dụ anti flick thì anh em có thể tùy chỉnh là để 50. Đó, chúng ta có thể cân được cái gimbal, cân được cái góc cam này. Thì đây ví dụ như anh em muốn cân thì anh em hãy tháo nó ra. Ok, tháo ra nhá. Và mình sẽ làm hướng dẫn là mình sẽ đặt xuống bên mặt phẳng này. Đó, đặt xuống bên mặt phẳng này và bật mic. Rồi, và bây giờ thì nó đang cân. Đó, chúng ta sẽ đợi thêm như thế nào. Đấy, đèn trên này đang thông báo này. Và xong. Vậy thôi. Bây giờ thì chúng ta có thể kiểm tra lại. Ngoài ra thì chúng ta có thể xem được là cái bộ nhớ của nó là còn bao nhiêu. Thì chúng ta có bộ nhớ là khoảng tầm 32GB. Thì mình đã dùng mất 14GB rồi. Và mình chưa format cái thẻ này. Anh có thể format ở ngay trên này. Đó, dễ thôi. Đó, đây là một số những cái hướng dẫn cơ bản ở trên chiếc Go 2 này thì các bạn có thể sử dụng. Đó. Này là khá là thuận tiện lợi cho các bạn sử dụng trong những cái chuyến hành trình hoặc là các bạn muốn đi đâu. Đó, ok. Đây, nó sẽ tự động cân lại. Xem cái real time ở trên này thì nó sẽ hơi bị kiểu delay một tí ấy. Thế nên là nếu như mọi người mà xem mà kiểu hơi chậm thì cũng không sao đâu. Nó sẽ delay một chút tại vì nó dùng qua wifi với cả kết nối giữa bluetooth giữa cái cam này với cái điện thoại, nó hơi bị delay. Cái vấn đề này thì các camera khác đều gặp phải thôi. Ok. Ok, vậy là vừa rồi trong video này mình đã hướng dẫn và chia sẻ đến các bạn những cái cách sử dụng cơ bản nhất của chiếc Insta360 Go 2. Nếu như các bạn có ý kiến thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận phía dưới. Đừng quên để lại cho mình một like cũng như là subscribe để cho bọn mình lên được 100.000 sub sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.